sư phụ, ở bên Thiên Long Sơn là mình có một cái gọi là cái rào á, để cho giữa Thiên Long Sơn và những oan hồn kiểu như mà mấy cái chúng sanh ấy. Thì bên Thiên Long Giang sau này mình có làm một cái barrier để kiểu như để cho mình cái vong linh không có vô, để mà kiểu... Hiện bây giờ mảnh đất đó là mảnh đất thiên. Những gì chỗ nào có chân của sư phụ đặt tới, tiền của cha mà chung chi rồi vậy đó, là mấy vị thần cai quản á, là người ta đều biết á. Là ngày hôm qua tôi thấy á, là quân tướng của ổng đó, mình gọi là quân tướng, chỉ có ổng là thần thôi. Quân tướng của ổng là cái gì, cũng là thần nhỏ nhưng mà đâu có được phong, nghĩa là cái gì, nghĩa là vong linh nó không biết không. Ừ. Nhưng mà vong linh được huấn luyện cho nên mấy đứa con cũng là hoan hỷ, không có bị đà thác, không có bị nhức đầu hôm này kia. Đến lúc mà mình ngồi thiền á, đến lúc mà ông mang hồn ông tới, ông đưa cái mặt cũng vô á, quên quản hồn mà ăn chó sủa đó, thì chỉ sợ những đứa nó đẹp quá hay gì, hay là nó sao đó, nó sắp sửa đi vô cái thế giới kia trong lúc thiền định đó, thì mấy dòng linh kia tới về thì sư phụ phải kêu mấy con tỉnh lại thôi, hiểu không? Thì cái xếp tùy thôi. Giống như xưa sư phụ Vinh Bắc cũng đầu tiên có clip con thấy, tại ổng lo xa, ổng mới gào lại, hey, vô kêu hết quân tướng họ vô đó ăn, không có được đụng với người của thì sư phụ thương dông linh cũng như thương mấy con, mà không phải là thương kiểu ấy, những đứa nó hỗn lắm. Ngồi thiền đây nhắm mắt lại mà thấy vàng hết, nhưng mà nó có những cái đốm đỏ chấm 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 giống như mấy ngôi sao trên bầu trời, mà nó chớp nhá chớp nhá lên. Mấy chư thiên á, mà nó xếp theo hình gì nè. Thì mấy chư thiên cũng đang ngồi ở đây, Hồ đang nói chuyện đây, có mấy đứa nhưng mà sự đẩy đây, vừa làm cái clip vui vui này. Clip này là tổng kết, là để cảm ơn tất cả mấy đệ tử Houston và chuyến đi rất là vui. Rồi hôm qua hôm mới làm cái birthday, nhờ Thiên An làm birthday. Rồi, chút nữa tụ tập rất là đông mấy con của ông trời ở trong Thiên Long Giang. Mỗi lần cái ngồi đây quý vị nói chuyện thì cái dưới nước nè, những tiên chúng họ lên đông lắm, đầy cái bờ sông này luôn á, cũng trên bờ cỏ này nữa. Hôm nay thì coi như chúng ta tất cả những nhân loại, những đứa con của ông trời đã chịu khổ quá lâu rồi. Trong những lúc 7 năm nay là những lúc mà cơ vận xoay chuyển mạnh á, là 7 năm cuối cùng của Hạ Quân, thì biết bao nhiêu chuyện tang thương, chết chóc, đói khổ, chiến tranh đang ở trên mạng người ta nói là dùng như căng như dây đàn đó. Bây giờ không phải dây đàn nữa, mà theo việc thấy nó giống như cái nhìn nhện vậy đó, đứt bất cứ lúc nào. Bữa nay tàu chiến của Trung Cộng với đại thác hạm đội của Mỹ đối đầu nhau, mũi nó đói muốn rã ruột, có nhiều đạn đó là bắn của Nga, thì bây giờ càng đánh càng thua. Putin á, bệnh nó cũng đang bệnh nặng rồi đó. Rồi anh Tập á, thì ở sau á, quân đội đưa lên cho thêm nhiệm kỳ nữa, mà làm ăn không xong á là cho mày ly kỳ luôn á. Rồi còn ở Mỹ thì đại ca Biden của mình á, nhất định là tôi không có để gia đình tôi ở tù, tôi phải làm tổng thống, tôi một mất một còn. Hôm nay ở Mỹ nó có một rừng luật tôi không dùng nữa, mà tôi dùng luật rừng. Tôi ăn cắp luật rừng của bạn đời tôi là Putin với thằng Tập để mà tôi áp dụng cho Mỹ để tôi kiếm chuyện đủ cách. Chứ cái hàng đầu vàng mà tướng mà bự con mà nó lên một cái rồi thôi nó nhốt gia đình tôi vô tù làm sao, một mất một con mà. Cho nên bây giờ tôi không chơi một rừng lực mà tôi chơi lực rừng. Nhưng mà chơi lực rừng kiểu nào? Quý vị thấy nhiệm màu không? 3-4 năm trước thì nói đừng lo, ông Trump ông sẽ thắng thế quay lại. Cái thế giới đang nghiêng ngửa đảo điên thì mình phải cần một Kim Mao Sư Dương đúng không? Cầm đồ long đao, dưới đúng rồi đó. Mình giết ông Trump giống như Kim Mao Sư Dương vậy đó. Rồi Sư Hữu giống như Trương Vô Kỵ phải không? Hai người đối đầu quýnh thiên bại dạng hùng binh ma quỷ với trần này quá trời luôn. Nó nằm ở từ trong tòa bạch ốc, rồi nó nằm ở ngoài xã hội, rồi nó nằm trong những cái thể chế vô thần, rồi nó còn nằm ở đâu đó ta? Nằm trong nhà mình á, rồi khi nằm chung dưỡng mình á. Có không? Có luôn, anywhere. Đừng nằm trong hội thiên nghe quý vị. Nhưng mà ở trên nó có đó, con cẩn thận. Nó cái này người thật việc thật, hồn nhiên, vừa ăn bánh canh vừa nói chuyện. Thì xin lỗi không bao giờ, cái này không phải cái clip mình quay ngoài lời thì đừng bắt lỗi mình nghe. Lỗi phải gì giờ phút này còn lỗi với phải nữa, chết thì sống không lo, lo lỗi với phải làm chi, quay đầu còn kịp. Nếu mà con nó quay đầu còn kịp, vị Putin nó càng đánh càng thua, bị thế giới bao vây. Tập Cận Bình nó bị 1 năm mất mấy trăm tỷ, rồi sinh mạng của gia đình và thân bại danh liệt cận kề. Dễ giờ quay đầu con khó lắm, có những chuyện đó mình không có quay đầu được. Nó cũng giống như vậy, giống như lỡ một phút phù du rồi làm chuyện sai với chồng hay sai với vợ, rồi con nghĩ sao quay đầu? Chỉ có xuống sông Hoàng Hà rửa còn chưa sạch nữa. Những chuyện trên thế gian này mình không có quay đầu được nha. Bây giờ một người mà phỉ báng cha mẹ rồi á, mà thậm tệ đó, con nghĩ họ quay đầu. Cha mẹ là Phật trời thì từ bi rồi đó, nhưng mà trong lòng của họ không có bao giờ tha thứ, không có tha thứ cho họ được. Mà cha mẹ thì khi tự mình không tha thứ cho mình, cái ngày mình cận tử nghiệp đó, mình có những lúc mà hồn sắp lìa khỏi xác đó, mình có hối hận. Thì khi mình càng hối hận đó, mình sẽ bị tái sanh trở lại. Tái sanh trở lại để mà mình trả cái lỗi đó. Tại vì tội với nghiệp nó không phải là do bề trên xử mình nha, do cái tánh linh của mình, cái tâm của mình, cái lương tâm mình tự đối xử mình. Cái địa ngục đó là từ cái tâm mình nó tạo ra, của cái tầng nào mà mình đã tạo ra tầng đó. Thôi được rồi, con ngon rượu á, xuống trần nhiêu đây úy quá, trên trời đấu cà phê đâu. Cà phê này gọi là cà phê Long Cung phải không? Bữa nay do đệ tử Thiên Hằng nghe làm, trời ơi thấy hay quá à. Của ta đen đen ấy, chỉ là nó ra màu cái gì đây? Nó là thiếu rồi phải không? Ít quá. Vậy mà được á, good. Sau này em khi mà thế giới hòa bình lại hết, người ở Việt Nam, người bên Úc, người ta có dư giả đồng ra đồng vô đó, người ta có thể về những cái nơi hôm nay chỗ sư phụ ngồi nè, người ta nhìn lại cảnh này thì lúc đó người ta mới cảm nhận là đây mới là thiên đàng của hạ giới. Những đứa con thiên là những Người sống ở thế gian nhưng mà tâm hồn lại là xuất thế gian. Còn những đứa con của thích đủ thứ thì lúc nào cũng lăn xăng. Hiện bây giờ có một đống đang lăn xăng chạy đó chùa này chỗ nọ để mà lo nấu ăn lo làm này kia, nhưng mặt mày căng như là cái trống. Mỗi lần con